Kính thưa quý vị, trở lại với phần tin buổi tối ngày hôm nay là phần tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Triều Quyên và Hoàng My xin được chào anh Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, và từ Washington một lần nữa, tôi là Nguyễn Văn Khanh xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Gửi lời chào đến hai bạn Hoàng My và bạn Triều Quyên. Tôi phải có một câu chuyện phải kể ngay như thế này. Trong một tuần lễ vừa rồi làm việc thì sau đó vào cuối tuần thì tôi nhận được một cú điện thoại của một người bạn. Người bạn của tôi là từ Việt Nam gọi sang và hỏi tôi rằng là cô đó tên là gì vậy? Cái cô trẻ trẻ đó tên là Hoàng My hay là Hoàng Vi? Lúc thì anh gọi là Vi, lúc thì anh gọi là My. Bây giờ thì tôi phải thú thật là tôi ở nhà tôi có một người cháu mà tôi rất yêu. Người cháu của tôi tên là Hoàng Vi. Thật ra đôi khi tôi cứ lẫn lộn hoài. Nhưng mà may quá tôi có kể câu chuyện này cho anh Đỗ Dũng và anh Mai Phi Long nghe. Bởi vì hai anh này đều biết cô cháu Hoàng Vi của tôi. Hai anh ấy nói chuyện với nhau xong xuôi rồi bây giờ hai anh cho tôi một câu bùa chú. Câu thần chú thì đúng hơn. Câu thần chú này là như thế này. Hoàng Vi là cháu ở nhà. Hoàng My là bạn ở đài TV. Câu chuyện chỉ có như vậy thôi. Và bây giờ tôi xin phép được trở lại California với cảm bạn ơn Hoàng chú. My và bạn Diệu Quyên. Xin cảm ơn chú. Cái câu thơ rất là hay mà cũng rất là dễ nhớ phải không chị Diệu Quyên? Bây giờ Hoàng My là có một người bạn ở TV là anh Nguyễn Văn chú Nguyễn Văn Khanh. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh. Và trở lại với phần tin cuối ngày ngày hôm nay, thưa quý vị cũng như là thưa anh Khanh. Triều Quyên cũng xin được thắc mắc hỏi anh là khoảng vài giờ đồng hồ trước đây thì Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joseph Biden đã đọc một bài diễn văn rất là quan trọng với nội dung kêu gọi người dân phải bảo vệ dân chủ và gọi đó là linh hồn, là sự sống của nước Mỹ. Vậy thì bài diễn văn của ông Biden mang ý nghĩa như thế nào thưa anh Khanh? Tôi nghĩ rằng là trong cái bài diễn văn đó ông Biden ông đưa ra một cái lời kêu cứu. Một cái lời kêu cứu hay là một cái lời kêu gọi cũng được. Cái lời kêu cứu là ông báo cho mọi người biết là cái nền dân chủ của nước Mỹ đang bị đe dọa. Và đồng thời là cũng cái lời kêu gọi của ông là kêu gọi mọi người đoàn kết lại với nhau để làm một. Để mà chống lại những cái âm mưu muốn phá hoại cái nền dân chủ của quốc gia. Như là chị Diệu Quyên cũng đã rõ, nước Mỹ là cái quốc gia dân chủ. Và mọi người đều hiểu một điều, rằng là không có dân chủ thì không phải là nước Mỹ. Thành ra là bởi như vậy, ông nói là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn đầy khó khăn. Cái giai đoạn là cái giai đoạn nền dân chủ của nước, của quốc gia này đang bị xâm phạm. Mà rõ ràng cái điểm này ông Biden không phải đây là lần đầu tiên ông nói tới. Tôi nhớ là hồi năm 2019 khi mới bắt đầu ra vận động tranh cử. Thì là lúc đó ông cũng đã nói đến cái vấn đề là phải bảo vệ cái nền dân chủ của đất nước. Rồi sau đó là trong những cái bài diễn văn kế tiếp, ít nhất là 2 hoặc là 3 lần, ông cũng đã nói đến vấn đề này. Ông nói rằng là Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ. Hoa Kỳ là cái nền tảng dân chủ không phải chỉ cho một mình nước Mỹ mà cho toàn thế giới. Và đó là cái trách nhiệm của tất cả chúng ta là đều cần phải bảo vệ. Ông cũng nói rất là rõ những cái âm mưu đó đến từ đâu. Đến từ những người ở phía bên ông Donald Trump, những người ủng hộ ông Donald Trump, những người mà ông thẳng thắn, ông nói rõ ràng là họ sẵn sàng vi phạm luật lệ, họ sẵn sàng đạp lên hiến pháp, miễn là làm sao họ đạt được cái kết quả mà họ mong đợi. Cái kết quả đó không phải là gì cả, mà cái kết quả đó là phá hoại cái nền dân chủ và tự do mà người dân Hoa Kỳ đang được hưởng. Thành ra đó là cái ý nghĩa lớn nhất mà ông Biden muốn nói trong bài diễn văn ông vừa mới đọc tối ngày hôm nay. Thưa với lại chị Diệu Quyên. Cảm ơn anh. Thưa chú, thì mọi người đều biết là cái bài diễn văn này không chỉ kêu gọi trách nhiệm của người dân, mà còn nhắm thẳng vào cựu Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông Trump. Thì chú nghĩ gì về điều này ạ? Tôi nghĩ rằng là trong đó thì ông Biden ông đã trình bày rất là rõ ràng. Tôi tin rằng là những người đọc, kể cả những người ủng hộ hay là không ủng hộ ông Donald Trump, ủng hộ hay là không ủng hộ ông Biden, họ cũng nhìn thấy rõ những cái điều mà ông Biden trình bày. Tôi nghĩ là không có ai có thể trình bày rõ ràng hơn được nữa. Giờ trong cái bài diễn văn tối ngày hôm nay, ông nói gì? Ông nói rằng là đúng, ông Trump là người đã kêu gọi người ta và kêu gọi những người ủng hộ ông Trump hiện tại bây giờ. Ông gọi đó là những người quá khích. Và khi mà họ quá khích thì họ sẵn sàng đạp đổ tất cả mọi chuyện, kể cả cái nền tảng dân chủ mà người dân, công dân Hoa Kỳ đã góp phần xây dựng trong hơn 200 năm vừa qua. Chị Hoàng My cũng để ý thấy một điểm. Ông Biden tối ngày hôm nay ông chọn Philadelphia là cái nôi của nền dân chủ của nước Mỹ để ông đọc một cái bài diễn văn quan trọng như vậy. Thành thử ra là ai cũng hiểu rằng là cái bài diễn văn này ông muốn nói rằng là quý chúng ta phải chống lại những cái ý đồ mà của những người ủng hộ ông Trump,
và của và ngay của cả chính ông Trump đang muốn thực hiện, đang muốn đạp đổ, đang muốn đưa nước Mỹ trở lại cái thời kỳ quá khứ, chứ không phải là đưa nước Mỹ vươn lên cho cái thời gian, cho cái thời kỳ huy hoàng ở tương lai. Tôi cũng thấy rõ ràng cái điều ông nói thì quả thật tôi cũng hiểu được lý do tại sao ông trình bày như vậy. Nên nhớ, hiện tại bây giờ chưa bao giờ chúng ta thấy là một ông cựu phó tổng thống, một ông cựu tổng thống như ông Donald Trump trong lịch sử chưa có ai làm như ông ta cả. Trước hết là đừng quên là cho đến giờ phút này ông Trump vẫn không công nhận là kết quả cuộc bầu cử, là cuộc bầu cử đã kết thúc, không công nhận là kết quả cuộc bầu cử là chúng ta có một ông tổng thống mới, đó là ông Joseph Biden. Và đồng thời ông cũng không có công nhận cả cái chuyện ông Biden là tổng thống của nước Mỹ. Ông luôn luôn coi đó là một vị tổng thống bất hợp pháp, bởi vì là ông nói rằng là cái ghế tổng thống đó là cái ghế của ông. Có lẽ là hai chị Hoàng My và chị Diệu Quyên, cũng như là quý vị khán thính giả của SBTN cũng đừng quên, trong tuần này ông Trump còn bảo rằng là đã đến lúc là phải đuổi ông Biden ra khỏi Tòa Bạch Ốc để giao cho ông lại cái trách nhiệm tổng thống như là ông đã làm 4 năm trước đây. Thú thật với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, đó là những chuyện không ai có thể ngờ. Riêng với cá nhân tôi, mặc dù tôi bỏ phiếu ủng hộ ông Donald Trump ở cả nhiệm kỳ thứ nhất lẫn cuộc bầu cử ở nhiệm kỳ thứ nhì, nhưng mà tôi phải nói thật, đó là một cái hành động phản dân chủ và không ai có thể chấp nhận được, ngoài trừ những người mà họ sẵn sàng sống chết với lại ông Donald Trump. Tôi hiểu là có những người bạn của tôi cũng sẵn sàng sống chết với ông Donald Trump. Bây giờ ông Trump bảo rằng là họ đi, đừng có nói chuyện là bảo họ đập phá chỗ này chỗ nọ. Ông bảo họ là, ông kêu gọi họ là về Florida lập chiến khu để bảo vệ lãnh tụ Donald Trump, là họ chắc chắn họ sẽ đi ngay. Nhưng mà thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị thính giả, đó không phải là dân chủ, đó không phải là ý nghĩa của cái chữ dân chủ mà chúng ta đã góp phần xây dựng trong gần nửa thế kỷ qua, kể từ ngày người tị nạn Việt Nam đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đó là cái điểm mà tôi muốn trình bày. Vâng, em cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh trình bày rất là rõ ràng và cặn kẽ, kính thưa quý vị. Và chúng tôi xin được tạm ngưng nói chuyện chính trị ở đây một chút để bước sang một lĩnh vực khác. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 và cũng là thời điểm đánh dấu. Còn đúng 80 ngày nữa thì trái banh sẽ lăn tròn trên sân cỏ Quada, mà người dân địa phương thì gọi là Qatar. Thưa quý vị, giải vô địch bóng tròn thế giới năm 2022 chính thức bắt đầu. Thì anh Khanh đã chọn được đội tuyển vô địch nào hay chưa? Và đó là đội nào thưa anh Khanh? Tôi đã gọi này khó hơn câu hỏi liên quan đến chính trị. Lý do là tôi trước hết là tôi có hai lý do để mà tôi nói là tôi chưa chọn. Cái lý do thứ nhất là bởi vì còn đến 80 ngày nữa, thôi đợi cho đến 70 ngày, 60 ngày rồi mà hãng tính, chưa vội chọn vội. Và cái điểm thứ nhì đó là thưa với lại chị Diệu Quyên và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, tôi nghĩ là cả cộng đồng nước Mỹ, không phải là chỉ riêng ở Hoa Kỳ, mà ngay cả người Mỹ, người Việt Nam ở trong nước Việt Nam thì họ cũng biết rằng là tôi chọn đội nào là đội đó thua. Thật ra họ mong là tôi đừng có chọn là hay nhất. Nhưng mà để trả lời câu hỏi mà chị Diệu Quyên đặt ra thì tôi thấy là như thế này. Hiện tại bây giờ tôi thấy là có những cái đội rất là mạnh. Thông thường thì người ta bảo rằng là nếu mà chọn Đức, chọn Pháp, chọn Tây Ban Nha với lại là chọn Brazil là coi như mình đã đi được một nửa được. Bởi vì đó là những đội banh mà hầu như là gần như là chắc chắn họ sẽ vào đến bán kết. Và rất có thể là họ sẽ có mặt ở chung kết. Nhưng mà trong những cái đội banh đó thì thú thật, tôi thấy năm nay ai cũng bảo là năm nay là năm huy hoàng của Brazil, có người nói năm nay là năm huy hoàng của đương kim vô địch Pháp, vân vân và vân vân. Riêng với lòng tôi thì tôi nhìn thấy là có một đội banh ở Âu Châu mà tôi rất muốn là đội banh này sẽ vào đến chung kết, tôi không dám nói là sẽ đoạt giải, đó là đội Quỷ Đỏ của Vương quốc Bỉ. Lý do là tại sao mà tôi nói như vậy, tôi đã nhìn thấy họ ở đất Brazil cách đây 8 năm trời. Và tôi 4 năm trước đây thì là ở Russia thì tôi có dịp tham dự. Nhưng mà ở Brazil tôi đã nhìn thấy họ. Và tôi nghĩ rằng là đó là một đội banh trẻ trung, một đội banh tài nghệ thật là cao, xứng đáng để góp mặt với lại làng banh gia của thế giới. Và tôi hy vọng là kỳ này đội Brazil của tôi sẽ vào đến chung kết. Nhưng mà đồng thời tôi cũng ước mong là đội Vương quốc Bỉ mà tôi rất yêu mến cũng vào đến chung kết. Đó là cái điểm mà tôi mong đợi. Tôi hiểu rằng là chị thể nào chị cũng sẽ hỏi câu thế còn đội Hoa Kỳ thì sao. Tôi tin là Hoa Kỳ sẽ vượt được vòng bảng, nhưng mà vượt được vòng bảng chứ không thể nào đi xa hơn được nữa. Đó là cái nhận xét của tôi từ với hai chị.
Dạ, cảm ơn anh Khanh và hy vọng rằng Dự Quyên sẽ được thấy anh Khanh tường trình tin cuối ngày tại Qatar khi mà 80 ngày kế tiếp, thưa anh Khanh. Nhưng mà chú Khanh ơi, nếu mà khi nào mà chú Khanh quyết định là chọn đội nào á, thì chú Khanh nhớ nhắn tin cho Hoàng My trước nha, để Hoàng My chọn cái đội khác. Tại vì hôm nay giống hồi nãy chú có nói đó. Chứ không thôi là chọn theo chú là nguy hiểm lắm. Vâng, vâng, thế nào tôi cũng sẽ làm điều đó. Nhưng mà đầu tiên là tôi phải nhớ lời của anh Mai Phi Long và anh Đỗ Dũng dặn rằng là Hoàng Vy là bạn ở nhà, Hoàng My là bạn ở đài TV. Dạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của chú Quỷ Văn Khanh rất nhiều. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Bản tin tối của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau. Xin kính chào quý vị.